Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Mình là Mai Thị Huế, hiện tại mình đang tư vấn và bán hàng tại siêu thị Điện Máy HC. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh chị và các bạn sản phẩm lò vi sóng Panasonic NN-CT36HBYUE. Lò được thiết kế với mặt kính sang trọng cùng bảng điều khiển điện tử và tiếng Việt, rất dễ dàng quan sát và sử dụng phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số chức năng cơ bản của lò vi sóng. Đầu tiên mình sẽ chọn vi sóng, sau đó mình sẽ chọn thời gian, tăng giảm thời gian mình sẽ tăng tại đây, mình sẽ chọn khởi động. Tương tự như vậy, các chức năng khác cũng đều là như thế. Nếu bạn và gia đình cảm thấy lò vi sóng Panasonic NN-CT36HBYUE